vậy thì bây giờ hơn 50 năm rồi, ông bà có còn nhớ về những cái ký ức của ngày xưa không? Nhớ y nguyên nha. Đúng rồi. Dạ. Ký ức đẹp nữa. Rồi, vậy thì cái ngày đầu tiên ông bà gặp nhau là như thế nào, ông bà nhớ không? Mình có một ông bạn khóa trước mình. Rồi bắt đầu ông nói, tao có nhớ em gái biết làm thơ. Đó. Bắt đầu nhà ông có em gái bắt đầu đổi tông lại. Ôi, vậy anh cho xin địa chỉ để làm quen. À. Đó. À, từ đó mới gặp nàng May này. Ông gặp bà lần đầu tiên thì cảm giác ông sao? Ông có ấn tượng điều gì ở người phụ nữ này không? Cái ấn tượng đầu tiên đó gặp, thấy chanh người của mình đang đi tìm. Chanh người của mình đang đi tìm. Trời ơi, hay vậy ta? Vừa gặp cái là trúng tiếng sét liền luôn. Tại vì lúc đó nghe là nàng May nghe là lá nước đó. Đi làm thì áo dài, đeo kiếm đen, đi không đa đam. Mà chơi một cái độc chiêu nữa là gì phải không? Người ta vô nhà, người ta thắng phía trước. Độc chiêu thì mình ngồi đây chơi. Chạy vô nhà luôn. Không biết khách không gì hết. Là chạy thẳng xe vô nhà luôn, chạy qua mặt khách luôn. Lúc đó là bà có nhìn thấy ông liền không? Nhảy vô thì thấy có ngồi nhà à. Nhưng mà xe ngoài định đi vô đó à, mà đi luôn. Vô thôi, không đi vô trong nhà, dừng xe nhà hay gì dừng ngoài. Dạ lúc đó bà có biết ông là ai không? Rồi có biết là ông qua với mục đích gì chưa? Biết đó, rồi, tại vì là... có ông anh giới thiệu anh mà. Anh giới thiệu rồi, thì lên nhà. Còn có bản lẻn gì không? Cũng không bản lẻn gì đó. Nói chuyện thật mà nói ông ốm lắm, đầu thì to đứt tèo. Bà chê đầu to đứt tèo. Giọt một cái lên nhá. Tại vì lúc đó mình mới ở bệnh viện như vậy. Dạ. Đó, thành ra người cũng không đầy đủ lắm. Đó, ốm quá giận bỏ lên gác luôn. Leo lên gác luôn vậy đó hả? Leo cái rột lên luôn. Rồi chú có xuống không? Có, chạy đến bữa ăn xuống chứ. Xuống. Bố mẹ gọi xuống ăn cơm thì đang ngồi cùng bà. Mà chung. Dạ, lúc đó là còn giận không bà? Không có giận gì hết mà không thích thôi. Nhưng mà lúc đó là mình rơ mót bằng thị giác. Nhưng mà để xem coi đối phương có đáp ứng thích. Đối phương cứ im lặng. Nguy hiểm rồi hả? Nguy hiểm. Coi như đối phương im lặng luôn hả? Nữa. Trời ơi, lạnh lùng vậy không hả? Mà lúc đó là bà mắc cỡ hay là bà thấy đáp nghĩa và bực bội và cấm mặt xuống bạn? Không, không phải. Ý là mắc cỡ đó. Mình cũng không. Tại mình chưa quen gì hết mà nhà là lít mắt đôi tình hổ không có lấy chuyện em. Trang mình ngồi ăn cơm em chút thôi. Rồi cái tình hình đó nó kéo dài hơn bao lâu thì mình có thể nói chuyện nhau được không? Có kéo dài. Dài hả? Thế là sau cái buổi đó rồi thế là phải mình phải về Sài Gòn. Dạ. Còn nàng thì ở lại Long Khánh. Mình thấy tình hình hơi không ổn. Thôi ra hay viết những cái lá thư tay. Hay viết lá thư tay. Thế là lá thư tay của mình chuyển về Long Khánh. Nào là tả Long Khánh buồn này kia, lá rơi rơi rụng như đủ tiêu chuyện gì đó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đọc lá thơ của ông đầu tiên thì bà thấy sao? Cầm nhật lên đó nhưng cũng không có trả lời. Không trả lời luôn. Nhà không có. Cái là mẹ bảo thôi con ạ, cái thằng đó nó đàng hoàng, nó tử tế đó con ạ, nọ kia nó tới nó lui mãi thì viết thơ trả lời. Có viết thư hả? Dạ. Thì ông nhận được thư của bà trong lòng nó sung sướng khoan khoái không? Nhưng mà được cái đó là chủ yếu với con Cầm Lan biết không? Là mình có một cái cuộc chiến tranh tâm lý nữa với ai? Mình nói chuyện trực tiếp với ông già luôn. Trời ơi, hai bố coi là hợp nha. Ngồi nói chuyện mấy tiếng hồ lấy được cái cảm tình ngay gốc rồi. Mình nắm luôn bộ chỉ huy rồi. Không lo gì hết. Giờ chờ chỉ huy trưởng chỉ đạo là xong thôi đúng không? Bất ngờ rồi. Nè, ngay đó có chạy thoát. Không chạy thoát. Rồi khi nào ông mới nắm tay của bà? Đó. Cái đó quan trọng lắm á. Bao lâu? Bố mẹ khó lắm. Chẳng là đi hồi á, cái tuổi đi học á, bố chợ đi chụp ảnh là thi trung học để giới cấp á. Cái vô chụp thấy cái thằng bé nó thấy mình tại vì cùng lớp mà. Thế nó cười cười. Thế là ba đánh. Ôi cái thằng kia sao mày có cái gì với nó cười với mày. Trời ơi. Cái gì cũng khó lắm. Khó lắm. Không là không cho tiếp xúc với một bạn trai nữa. Rồi bao lâu thì ông mới đặt nụ hôn đầu tiên lên má chẳng của bà? Chẳng có hôn hết chứ. Nói chừng chỉ có cái nắm tay thôi. Chưa biết hôn. Chưa hôn luôn. Chưa hôn luôn. Bà nói mỗi lần hôn em mỏi đau răng gừng chết. Đau răng gừng chết. Nhưng mà nói vậy cái tình cảm thấy ướt át đúng không? Ướt át à. Tức là bao lâu thì mình kết hôn không? 16 tháng 5 năm 70 là kết rồi. Vậy là hơn 5. Đó, hơn 5.
Rồi đám cưới rình rang không? Không, không, tương đối thôi. Đám sơ thôi. Hồi trước mà đám cưới là hôn hôn chưa? Chả hôn chả hít vậy. Thực tế ra bọn này là thuộc cái loại thế hệ trước. Ông vợ quá là tấn công vô được hết rồi, được lòng hết rồi kia rồi mà không hôn bít gì hết trơn á. Chỉ nắm tay thôi. Sao kỳ vậy? Nhưng mà sao vậy ông? Sao ông không hôn? Ông sợ hay là ông... Sợ ai? Coi như là lãnh đạo mình quen hết rồi. Ông còn ngại điều gì? Hay là ông ngại bà hay nhát trước bà? Thời đó không có lãng mạn như bây giờ. Hay là lúc đó ông chưa biết hung đúng không? Không, bây giờ ông nào có hung hết gì đâu. Giờ cũng có luôn hả? Ủa ta? Ủa ông vậy lúc động phòng sao ông? Trời ơi, cái chuyện đó là cái chuyện nam nữ bình thường mà ai cũng đã biết nè. Động phòng thì động phòng nha, nhưng mà hung là ông hung. Tôi xin lỗi ông bà, cái lạ là chưa bao giờ hung hết luôn. Vậy sao có 5 đứa con ta? Chứ mỗi lần mà có cãi nhau á, xong mình làm hòa. À, là con đứa. Ờ, cãi nhau là con đứa, cãi nhau là con đứa. Lạ nhờ, hơn 52 năm rồi mà chưa có hung hết cái nào luôn. Không hung hết. Đúng không, để ăn nha, để hung hết chị. Đúng không, để ăn nha, để hung hết chị. Trời ơi. Không có hỏi sao ông hung hết thì tôi cho nữa. Không, không biết hung hết chị hết á. Không biết luôn hả? Không biết, không. Dạ, cũng không biết gì đâu. Cái nhạc này anh cái đâu phải ổn hết. Nhưng mà ông bà có thấy là ông bà khác, khác, các ông bà khác không? Ai biết? Ai biết? Có biết ta đâu biết. Kết hôn về thì mình ở đâu ông bà? Ở nhà, ở Long Khánh hay là mình về thành phố Hồ Chí Minh ở không? Hai vợ chồng không có nhà, không có cửa gì hết. Dạ. Về nhà của anh thì là bà mẹ kế. Dạ. Ra nhà không có nhà cửa, có ở cái quán. Cái quán nhỏ hôm trước à. Ở cũng được 1 tháng mà trong này có con ông, con bà, dâu ông, dâu bà nọ kia rồi các con nhỏ quá. Thế là nó hay nói xấu, nó cứ cạnh tranh, nó nói cái nọ kia thấy không có thể ở thấy không yên. Anh này ông mới tới, anh mới liên hệ chú bảo. Ông chú cho ở nhà. Cô ở đó có bắt đầu cô tiết kiệm dữ lắm. Xong mới nói là thôi bây giờ đi mua nhà. Mua nhà cũng phải là tiền mình, mấy cháu nó, mấy em con cũng con nó tiền tiết kiệm bên đó mình mượn. Nó cho mượn mua nhà. Thôi vậy con với ông qua đây uống cà phê cái. Rồi bà ở lại nói chuyện với Ngọc Lan nha. Con với ông qua đây coi hỏi sao vụ gì mà mấy chục năm không hôn được cái nào ta. Ồ chứ. Quán thanh xuân của tình trăm năm. Con nhìn ngoài đấy. Linh thấy đẹp trai hơn. Đẹp trai không hả? Trời ơi, cảm ơn ông. Rồi đó. À, không mời ông à. Ông xưa rất đẹp trai lắm à. Đợi không, tương đối. Tương đối không à? Tương đối đó. Trước khi gặp bà đó, ông có những mối tình nào, mối tình vắt vai nào không? Có chứ. Có hả? Nên chỉ trong đời người, trước khi mà đến hôn nhân, ký kết cái bản chung thân, thì ai lãng qua một hai mối tình. Ông có nhớ mối tình đầu của mình không? Nhớ chứ. Mối tình đầu là ai vậy? Mối tình đầu người đó ngoài Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Mà sống ở Sài Gòn một thời gian. Cô đó tên gì? Cô rất đẹp. Cô đẹp. Cô rất Thanh Hiếu. Thanh Hiếu. Thanh Hiếu. Thanh Hiếu. Đẹp không ông? Đẹp. Đẹp hả? Ngài là ca cũng hay. Cái mối tình nó quen lâu không? Quen cũng một thời gian. Cũng được lâu mấy. Được lâu. Để 6-7 tháng xong về sau cô về Đà Nẵng. À. Nhưng mà kiểu như là tình cảm nó chưa đủ chín mùi. À. Thành ra thôi tấp. Tấp lại. Rồi sao cô Hiếu đó, yeah. Rồi còn có mối tình cô nào nữa không? Không. Hình như không. Như không hả? Vì sao mới gặp bà xã mình? Từ lúc gặp bà đó, ở với bà 52 năm nè, chung sống thì có lần nào ông say nắng với một bóng hồng nào chưa? Không. Không có hả? Không. Cứ mỗi người nó có cái bản chất riêng. Mình khi đã lập gia đình rồi, thì xem như là cái đường thẳng mà đi, dạ. Không ngang, không dập làm gì. Không lẽ giờ mình thấy một cô gái đẹp quá mình không nhìn, rồi thấy cô đó xinh quá mình không để ý, mình không có một cái suy nghĩ trong đầu hết chứ không hả? Không. Không hả? Dĩ nhiên nhìn là ai đã không nhìn. À nhìn. Cái đẹp ai cũng được nhìn. Đúng rồi. Nhưng mà cái tư tưởng gọi là chiêm hữu là không có. Khi mình đã có gia đình rồi. Dạ. Khi mình độc thân nó khác. Mình à. Đặt cái vế rõ ràng. Tại vì sao? Đây là ta có cái hạnh phúc nhỏ của ta đây. Mà ta tham cái hạnh phúc, nghĩa là cái này hạnh phúc. Đó là đừng mơ. À. Đừng mơ. Tham quá rồi tuyệt vọng, tuyệt vọng. Hay quá. Tại vì sao? Mình gặp được người vợ chung thủy mình, lo cho mình, hy sinh cùng mình. Những lúc khó khăn đó, đều có mặt. Những lúc nấy này kia đau khổ chia sẻ cho nhau. Thì còn gì nó tuyệt vời quá rồi, đúng không? Ông với bà có hay cãi nhau không? Mình nghĩ rằng tất
cả mọi gia đình đều qua một cái giai đoạn. Dạ. Giai đoạn đầu tiên, hai con người khác nhau, ở hai môi trường của gia đình khác nhau, cách giáo dục khác nhau, cách sống khác nhau. Thành ra thế nào là cũng có cái chuyện phải để cho nó hòa hợp. Yeah. Mà muốn hòa hợp thì gọi là có những cuộc tranh luận. Tranh luận. Đợi cho mấy đứa nhỏ nó ngủ. À. Xong rồi cái vấn đề mình đưa ra. Ví dụ như mình thì có cái tính là thích bạn bè, vui vẻ mọi người. Nhưng mà chẳng hạn như bà xã mình thì quen cái lối sống trong cái phạm vi nhỏ, nên là ít có rộng rãi. Thì cái đó cũng là cái trở ngại. Vậy thì lúc tranh luận nhau thì ông nhường bà hay là bà nhường ông? Thì mình cũng lựa lời thôi. Nhưng mà khúc sau dung hòa lại để mà hai bên cùng hiểu nhau. Dạ, dung hòa. Đó, dung hòa thôi. Ông hay nhường bà không? Dạ, mình nên nhường chứ. Mình nhường mà mình lại thắng. Mình nhường mình thắng hả? Đó, đúng. Hay vậy? Mình nhường hoài rủ mình không thắng sao ông? Mình nhường trong một cái thế này, thế thượng phong á. À, nhường phụ nữ trong thế thượng phong. Đó. À, tức ông luôn luôn tính tới cái đường đó đúng không? Đó. Nói chung là muốn giữ được hạnh phúc gia đình phải có sự hy sinh. Hy sinh. Mà sự hy sinh này không phải là mình thua là thua, mình thua mình là thắng. Dạ, mình thua mình thắng. Đó, cái đó là hơi khó, là Quỳnh Linh thấy khó. Những người đàn ông nghe thấy chưa? Mình phải nhường phụ nữ. Đó. Mình thua nhưng mà mình thắng. Đúng, trong cái lúc mà tranh cãi với nhau. Dạ. Ai cũng đưa cái tôi mình ra là số 1. Thôi bây giờ cho bà thắng đi nha. Dạ. À, nhưng mà rồi mai mốt bà thấy rằng cái thắng bà là thua tôi rồi. Rồi, cảm ơn ông. Thôi, xong rồi Lan ơi. Con nghe ông nói một câu rất là hay, đó là nhường trong thế thượng phong. Trời ơi, chiến lược rất rõ ràng. Lúc nãy con nghe bà nói là thời điểm đó nó khó khăn dữ lắm. Nó khó như thế nào vậy bà? Ông về nhà, ông mở cái xưởng đồ đúc. À, tại vì ở trên nhà ba ông làm đúc á. Yeah. Cái chuyển đồ để xuống để đánh đấm đúc rồi xong để đúc nồi. Ai ngờ đâu làm ăn thất bại có năm 75 đó. Đổ ra nồi toàn kêu toàn thợ xịn không nha. Đổ ra nồi lỗ không hết. Xong cái bắt đầu mà kêu cái đám thợ khác tốt. Đổ ra nó ra tốt lắm. Thì lúc đó là như là đánh nhau đó. Yeah. Thì là không bán được. Dạ. Sụp đôi đầu chỗ sụp, mắc nợ tùm lum, gia tài có mua được cái xe gắn cây xe Honda, cô chạy có một vòng thôi là phải bán. Thằng đầu tiên con biết nó bị sốt cái kêu cái gọi là có y tá vườn đó mà. Dạ. Nó chích một cái nó trúng liều dậy tự chết. Trời ơi, mà trong lúc đó nhà nghèo lắm con. Cô nhớ lên con mặc cái áo len đỏ, cô ôm nó, cô chạy, cô khóc quá trời, cô chạy. Nó không biết cứu đâu nữa. May quá cái thứ là cậu nó cậu hai là người ta là lên cốt lên đồng đó. Yeah. Kêu cạo gió rồi nọ kêu uống thuốc đưa cho nó hết được một cái thằng đó. Mới có mấy tháng mà lại mang cái bụng bầu nữa. Là đến đẻ thứ hai con bé đó đẻ dễ lắm con. Chưa kịp tới nhà bệnh viện con nó đã muốn sanh ra rồi. Đẻ ra thấy nó tái, nó mạch nó tái, nó trong đó con người nó trong bụng mình nó tái rồi. Yeah. từ nó mới hồng. Thật con đó là năm thứ hai. Dạ. Yeah. Năm thứ ba thì là lúc đó là về ở chỗ hiện tại ở đây này là Phước Bình này. Phước Bình. Ừ, Phước Bình đó là đưa nó để nó sanh, người ta sanh 9 tháng 10 ngày á. Nó 10 tháng 10 ngày chưa sanh. Chưa đẻ. Trời, bụng thì to này mà hồi đó nhà khó khăn lắm. Nằm ngủ chuột cắn cái tay chỉ bốn. Thầy còn thằng thứ tư là trời ơi nó bị sốt, nó chết. Bây giờ bà giờ nay bà mới xách nó lên làm sao. Trời ơi, sợ quá trời luôn. Lúc nào vậy? Đến khi nào thì cuộc sống của gia đình mình nó mới đỡ hả con? Xong vất vả lắm, nè cũng phải đi ra chợ con qua. Rồi bắt đầu nồi son đó. Thì con lấy cái nồi son đó con ra chợ con bán. Cô bán. Tại vì đó, mình không biết giá. Bán quá rẻ người ta mua. Có ngày, hai ngày, ba bốn ngày hết. Coi như cuộc sống của ông bà là chỉ có quanh quẩn với cái chuyện làm ăn, rồi thất bại, rồi sanh con, rồi con đau, con bệnh, rồi nuôi con. Không có một ngày nào gọi là có thể thảnh thơi ra được. Hèn gì không có hung nhau là đúng rồi. Vì sao mới được có cái là bắt đầu đó thì vì sao đó. Ông xã này ông mới làm trong ấy xong ấy. Con đớt đơn, con xin việc làm. Con làm đó là bắt đầu con làm thư viện á. Dạ. Con là cán bộ thư viện á, là trong đó mới là cho học sinh dạy. Dạ. Dạy học sinh thêm nào kia đó. Đó là lúc đó mới đỡ. Ông khi bắt đầu có bà rồi thì ông thẳng một đường đi thôi. Ông là quan điểm là gì? Gia đình nhỏ của mình là quan trọng nhất. Con nghĩ chắc cũng là do ông nhìn thấy cái sự vất vả của bà khi mà sanh và nuôi năm người con. Dạ. Bởi vì hầu như người con nào cũng gặp biến cố hết.
Chính vì vậy cho nên ông rất là thương. Hồi xưa con không biết là ông viết thư cho bà rất là nhiều, và bà cũng có viết thư lại cho ông. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay nè, bà có viết cho ông một cái lá thư. Đó, con nghĩ chắc là một bài thơ bà sẽ tặng cho bà ông. Bà làm thơ giỏi. Dạ, bà làm thơ rất là hay. Nên bây giờ con sẽ mở ra con đọc cho ông nghe nha. Tiếng nói từ trái tim, mây tím. Thơ cho anh. Bao nhiêu năm vất vả, nay anh về bên em, cùng cháu con thành đạt, hưởng thú vui an nhàn. Sáng ta siêng thể dục, thỉnh thoảng đi hội thơ, giao lưu cùng bè bạn, tham quan cảnh mộng mơ. Quẳng gánh lo phiền muộn, đọc sách xem tivi, mệt thì ta ngủ khì, cuối đời ta hưởng thụ. Nay còn ở thế gian, tương đối đỡ nghèo nàn, hai chúng ta cùng hứa, sống không hề dối gian. Trần Thị Hải Vân. Thương tặng anh nhân kỷ niệm anh và em tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Vẫn là bắt tay, vẫn chưa chịu hôn luôn. Hôn chí. Hôn lệnh. Ôi thầm. Chứ hôn em một lần mà đau răng còn chết. Nghe mày hát đấy không? Chưa hôn em một lần mà đau răng còn chết. Bây giờ mình mời cô con gái Út vô coi. Đúng. Sao? Mình mời nhân vật xuất hiện. À, nãy giờ nói chuyện bố mẹ vui quá em gái ơi. Vui quá. Một cái tinh thần phải nói là năng lượng tích cực ngập tràn luôn. Nhà ở nhà là lúc nào bố mẹ cũng như vậy hả chị? Nhà lúc nào bố mẹ cũng vậy. Nhà chị thì có được cái là về vật chất thì không giống như người ta, nhưng về cái tình cảm á, cái gia đình rất là gắn bó. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Ai mà hỏi về em có phải là con thầy sự không hay là con cô Vân không thì là em rất là hạnh diện. Bởi vì sao? Khi nhắc đến thầy sự á thì ta nói là thầy sự luôn gì vui vẻ thương yêu học trò, rồi mẹ thì luôn vui cười và hai cái cô hay làm thơ đó, thế là mình cũng hạnh diện. Với lại bố mẹ lúc nào cũng đi đâu cũng có đôi á, cho nên là mọi người cũng ngưỡng mộ, làm như em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi là mình là con của bố mẹ. Dạ. Cảm ơn. Hôm nay em đến đây thì em không có một cái gì hơn thì là con kính gửi đến bố mẹ, đó là một món quà mà suốt đêm khuya hôm qua con phải vội viết thành một bài thơ. Mặc dù em không phải là thơ như mẹ, nhưng chắc được là tiếp xúc với mẹ và được đi giao lưu cùng mẹ, cho nên em cũng hiểu được đôi chút về một chút thơ. Và em có một cái bức tranh thơ em muốn kính gửi đến bố mẹ ở đây, gửi cho bố mẹ của con. Bài thơ con tự làm. Kính dâng cha mẹ lời chưa nói, kỷ niệm chương trình Tình Trăm Năm, bến đỗ bình yên. Hoa sen nở rộ bàn thiên, cầu cho cha mẹ hiện tiền của con. Sống lâu, vui khỏe, vuông tròn, để con chăm sóc gót mòn nếu đâu. Thời gian thấm thoát trôi mau, bố trên 81, mẹ trào 75. Kiếp này bố mẹ vượt trăm, giao lưu thi nhạc vẫn nằm dở dang. Vần thơ mây tím tỏa lan, vì khuyên chân thật tha nhân đón mừng. Ước mong bố mẹ chỉ cần phẩm thi xuất bản để phần thế gian. Lời ca tiếng nhạc reo vang, giúp con tiếp nhận hành trang vào đời. Cảm ơn cha mẹ tuyệt vời, cho con bến đỗ rạng ngời bình yên. Hay quá. Hay quá ông bà ơi. À, con đây là hoa đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên tặng hoa cho ông bà đi. Dạ vâng, con kính sơ mà mẹ. Nó thấm đượm nghĩa tình ha. Dạ. Đúng ạ. Rồi, cảm ơn ông bà rất là nhiều. Chúc cho ông bà mạnh khỏe nha. Chúc ông bà luôn luôn bình an, cười thật tươi để hạnh phúc cùng con cháu nha. Cảm ơn câu chuyện của ông bà. Cảm ơn vần thơ của bà và giọng đọc thơ cũng như bài thơ của cô con gái đã làm cho chúng tôi rất là cảm động. Một lần nữa, chúc ông bà mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc hai con cũng sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Dạ. Bây giờ ông hôn bàn cái thì giờ mình ông đâu biết hôn đâu. Trời ơi, ông ơi, bà cứ nói là ông không biết hôn. Dạ. Nên bây giờ ông hôn một cái cho bà sợ nè. Đúng rồi. Thấy không? Chưa, chưa hôn em một lần mà đau răng gần chết. Xin về và tổng cộng từ đó đến giờ là do dịch là mình phải cách ly trước cái thời điểm mà nó xóa bỏ cách ly từ người nước ngoài về rồi thì em phải đi cách ly tận 3 lần. Và
bạn em cũng gọi đùa em là đại sứ cách ly luôn. Tức là ba miền, là miền Nam cũng đi cách ly rồi. Miền Bắc thì em đi cách ly ở Hải Dương. Cái lần cách ly thứ hai là ở Cần Thơ. Lần cách ly thứ ba thì ở Nha Trang. Mà cái lần ở Nha Trang nó còn chả còn chuyến bay nào nó về lại Hà Nội nữa, là em phải đi xe khách. Đi xe khách từ Nha Trang ra Hà Nội. Trời ơi. Hơn gần 2000 cây ha. Mệt nói chung là. Rồi cái đợt mà các bạn em thì ở Đức, còn em thì ở Hà Nội, yêu xa như vậy thì nó có những cái khó khăn, có những cái trở ngại gì không? Thì chắc chắn là những cái mà ngày lễ, ngày Tết rồi những cái dịp mà dành cho nhau thì bọn em đều một mình. Chồng em rất là tủi thân, em thì hay động viên. Còn đối với em thì em đã một mình từ rất lâu rồi. Và em có cái đam mê, bởi vì cái thời điểm mà khi em quen này em đang tập trung cho cái lĩnh vực tâm lý để trở thành master. Em học nhiều lắm. Rồi em lại còn tập trung viết sách, là em vào cuối năm 2020 là em ra mắt cuốn sách. Tức là em có rất là nhiều việc em phải làm, cho nên là em muốn tập trung và em làm tốt bản thân của mình. Và đặc biệt là sau nhiều cuộc tình em đã bị tổn thương rồi, em cũng đã yêu hết mình, và những người đến với em thì ban đầu họ cũng nồng nhiệt lắm, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì họ lại nhạt đi. Thế cho nên là em vẫn cứ yêu bọn em, vẫn cứ động viên nhau. Thế nhưng mà em chỉ biết rằng là em sẽ ra dành tình cảm cho anh ấy một cách chân thành thôi. Thế còn đâu những cái chuyện mà phải vượt qua thì anh cũng đã sống một mình nhiều năm rồi. Còn em cũng như vậy, nếu như có thể vượt qua được mà có thể để hòa hợp được với nhau thì nó sẽ tốt. Còn nếu không thì coi như là một thử thách. Thế còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em thì mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến cái mức như thế nào ta? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Dạ. Ồ vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? Đã chưa. Chưa đúng không? Bây giờ là hai đứa vẫn đang gọi là chăm bón cho cái mầm non mà đang có là bé Khang hả bé? Dạ đúng rồi, bé Khang. Mà giờ bà nội cũng rất là yêu bé Khang luôn. Dạ vâng ạ. Thì cái bà nội đã có cháu ngoại chưa? Chưa. Anh toàn là con trai lớn ạ. Thì đó thì chị mới hỏi là bây giờ em gái của em là chưa có gia đình. Em gái em kém em tận 10 tuổi cơ, vẫn còn đang đi học. Vậy quá đó trẻ. Hả? Vậy là mẹ cũng còn trẻ hả? Không, dạ nhưng mà bây giờ tới cái phần của Hương á, cái khoảng thời gian mà khi mà em biết được việc mà Toàn mà bị mẹ đuổi đi như vậy đó, thì lúc đó em có hiểu được cái tâm lý và hiểu được cái hoàn cảnh của Toàn. Vâng, thì em khi mà mẹ anh ấy, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, vì em đã nhiều lần bị như vậy trong những cuộc tình trước rồi. Thế nhưng mà sau này thì khi mà em cân bằng rồi và em có kiến thức về tâm lý, thì em đặt em vào vị trí của mẹ, thì một người mẹ yêu con mình và nuôi con một mình thì luôn luôn mong con mình những điều tốt đẹp thôi. Thì những cái phản ứng của mẹ là một phản ứng rất là bình thường của một người mẹ. Và em nói với anh Toàn là những phản ứng của mẹ là em rất là hiểu. Và nếu như em là mẹ em cũng như vậy. Cho con mình đi ăn học xong rồi có bao nhiêu dành hết cho con mình, tự yên về Việt Nam. Mà ở nhà là họ hàng làm mối cho Toàn những cô phải là hợp tuổi, ví dụ 94, 96 á, là hợp tuổi rồi xinh đẹp rồi cũng có học thức trẻ trung. Đấy thì đang làm mối cho rất nhiều cô. Em còn bảo anh Toàn là cứ nghe lời mẹ đi, gặp các cô ấy đi. Đấy, thế nhưng mà bởi vì em hiểu những tâm lý của mẹ cho nên em có buồn một chút, nhưng mà em không đặt không nặng. Tự ái. Em không đặt nặng bởi em hiểu cái điều đó. Em hiểu mẹ anh ấy được quyền như vậy. Tuy nhiên thì em nói với mẹ là em hiểu tại sao mẹ như vậy, nhưng mà những cái nỗi lo của mẹ nó sẽ không đến với em. Vì mẹ em sợ rằng là em lợi dụng anh ấy này, rồi anh ấy sẽ khổ khi quen em này. Nói chung là mẹ thì lo như vậy. Nhưng mà em nói là em không phải là như vậy. Tức là em gặp mẹ luôn. Em có gặp mẹ em thuyết phục không? Không, em không làm như vậy, em tôn trọng bác. Bởi vì nếu như em càng đon đả, em càng cố gắng làm hòa thì nó sẽ dẫn ra hai cái xu hướng. Cái xu hướng thứ nhất đó là bác ấy sẽ hiểu ngại em á, sang một cái ngại. Nghĩa khía cạnh khác. Bác sẽ tức là bác ấy sẽ ví dụ như em sẽ thay đổi mình, em sẽ trở thành một cái cô gái mà nghe lời hay cố gắng thể hiện là bác ơi con xứng đáng làm con dâu của bác như này. Thì nếu mà làm như vậy thì sau này nó sẽ không có tốt. Đấy, còn nếu như mà em
em chỉ quan tâm đủ thôi, những cái kết nối có thể chia sẻ như là ngày lễ, ngày Tết hoặc là những cái việc gì mà khi mà anh Toàn ở xa không lo được cho mẹ thì em thay anh Toàn làm. Tuy nhiên thì em muốn để cho cái tình cảm của bác nó phát triển dần dần, bởi vì em tin rằng em là một cô gái tốt và em cũng chủ động cuộc sống của mình rồi, em rất là tự tin. Và điều thật ra đối với em cái điều quan trọng là con trai của mẹ lớn như thế nào rồi. Vì khi mà quen em thì anh Toàn vẫn còn rất là nhiều kỹ năng mà chưa trưởng thành. Thế nên là nhưng mà em nói với mẹ rằng nếu như thực sự anh yêu em thì anh hãy thì mình cứ yêu nhau đi, bởi vì cái điều thực sự mà mẹ cần đó là cái cuộc sống hạnh phúc của con mình. Đúng rồi. Đó, thế. Nhưng mà cái cột mốc nào làm cho mẹ em yêu mến bạn này? Giống như mưa dầm thấm lâu nhà mình cũng không là mưa dầm thấm lâu chứ nó không có một cái sự kiện hay là một cột mốc nào cụ thể. Tức là mẹ anh Toàn nhìn anh Toàn yêu em. Thì thường thường là khi mà người ta sẽ nhìn cái cách mà người đàn ông yêu người phụ nữ và người ta yêu dần dần, thì anh Toàn anh yêu em xong anh thay đổi, anh ấy trưởng thành hơn, anh ấy có trách nhiệm hơn, anh ấy biết chia sẻ, biết lắng nghe mẹ hơn. Thì em đều phải hướng dẫn anh ấy những cái cách để có thể kết nối được với mẹ, làm cho mẹ không buồn. Ok, như vậy thì chắc chắn là mẹ sẽ hoàn toàn là sẽ có cảm tình với em và sẽ chấp nhận thôi. Biết sao mà chị hỏi không? Tại vì nhân cái chuyện của em á, chị muốn chia sẻ một chút với những cái bạn mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy, những cặp đôi mà các bạn ở trong hoàn cảnh như vậy. Như là bạn Hương mà nói một câu rất là hay, tức là cái người mẹ hoặc người cha sẽ nhìn vào cái cách yêu của con trai mình và cái gọi là cái sự hạnh phúc của con mình ấy. Không phải cái cách cư xử và cái cách sống của con trai mình ở thời điểm đó, thì sẽ biết được là cái người phụ nữ kia tác động như thế nào đối với con mình. Thì là bật mí cho các bạn nam nè, ví dụ cái thời điểm đó khi mà mẹ cấm cản mình đến với cái người con gái đó, thì khi cái nhận lại của mẹ là cái gì? Không phải là cái sự mà dằn vặt giận dỗi mẹ hoặc là cấu gắt với mẹ hay là đương đầu với mẹ với cha để mà bỏ đi này cái nọ, mà phải là sao? Tự nhiên thấy cái thời điểm đó con trai mình quan tâm mình hơn, biết lo cho mẹ cho cha hơn, biết chia sẻ với mẹ. Rồi tự nhiên thành một con người rất là tích cực trong mọi công việc và đối xử với mọi người xung quanh rất là nhân hậu. Thì tự nhiên mẹ sẽ có cách nhìn khác và thay đổi với cái người bạn gái của mình. Cho nên đó là một cái bí quyết cho cả người con gái và người con trai các bạn đối xử với nhau như thế nào để mà có thể chinh phục được phụ huynh. Đó thì thông qua câu chuyện của các bạn á, thì là muốn chia sẻ một chút cái điểm nhấn đó. Em có nhận không? Thì lúc đó nếu mà Toàn á, Hương lại cứ chì chiết với Toàn là anh phải chọn giữa mẹ với em, mẹ là bây giờ anh ở với ai, anh ở với em chứ phải ở với mẹ đâu đó, rồi bắt đầu Toàn sẽ bị tiêu cực dần dần á. Rồi anh nghĩ coi mẹ mà cứ vậy làm sao em sống được, thôi mình chia tay đi, ví dụ vậy. Là chết liền, là Toàn sẽ tiêu cực với mẹ và lúc đó là mẹ sẽ cảm nhận được đúng vậy, con bé này không mang năng lượng tích cực cho con trai mình. Đó, đó là cái kinh nghiệm đúng không em? Và nãy Hương có nói là khi mà nhìn thấy Toàn trưởng thành hơn, thương hơn thì hoàn toàn là cái chuyện là chấp nhận em là điều hiển nhiên rồi. Giờ kể tốt về nhau nhiều quá, bây giờ không biết có tật xấu gì không. Khoan, bây giờ là các bạn đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Bọn em chân thành với nhau ngay từ đầu. Tức là bọn em sẽ cho nhau thấy những cái điểm mạnh và điểm yếu nhau từ trong quá trình hẹn hò rồi. Thế là những cái tật xấu, mình nói điểm yếu đi, mình không có nói tật xấu, là những điểm yếu mà đó chưa mạnh đó. Thì em thì hơi bề bộn xíu. Không, em phải nói về Toàn, Toàn sẽ nói về em. Đây, một fan của vợ chồng Son. Chắc là em cũng biết là cái phần đặc sản của chương trình mình nó nằm ở đâu đúng không? Ngon lành nhất. Nhưng mà cái người biết rồi thôi, bây giờ cái người biết rồi thì người nói trước đi. Tật xấu đúng của cô ấy là gì? Đúng rồi. Thì vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong rồi váy viết các thứ đẹp lắm, thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để, thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi, thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không cái ngồi lên hả? Hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá, đồ vô số kể. Chưa được ngăn lắp.
Nếu mà nói về được, cái điểm yếu này là chưa được ngăn nắp lắm và rồi. Chưa hợp lý lắm trong cái vấn đề gọi là bày biện cái không gian phòng ngủ, như phòng trang điểm. Chưa ngăn nắp cũng có thể gọi là điểm yếu đó. Chưa đáng yêu. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em ạ. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn, là sẽ đến làm công việc đến khá muộn, phải ít nhất phải 11, 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9, 10 giờ đi ngủ, xong rồi 4 rưỡi, 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Thế nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em, khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng rồi em ngủ đến tận 10 giờ, 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là chị, theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này, không vấn đề gì. Rồi còn điểm nào nữa? Còn đâu thì em thấy vợ em rất là hoàn hảo rồi. Không dám kể nhiều đâu. Không phải đâu chị. Không dám kể nhiều. Hỏi bây giờ đang yêu xa mà kể nhiều rồi giận hờn rồi làm chính sao? Chính vì yêu xa em mới nhớ tới cái chuyện này, là không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Tại vì em ở bên Đức, bên kia phải tiếp xúc rất nhiều với các không Đức. Không tưởng tượng lúc nào đó. Lúc Hương nó ghen sao ha? Dạ sao thì có ghen em không? Đấy, em cũng tò mò không biết vợ em ghen như thế nào, thế là em kể cho vợ em, thế là vợ em cho thử một lần xem cho biết lúc vợ ghen sẽ như thế nào. Rồi em trường em không bao giờ dám kể đi có bởi vì là vợ em không ghen, vợ em luôn thể hiện cái sự tin tưởng của em. Và bản thân là khi mà vợ em cũng là người trong giới khiêu vũ đi nhảy rồi thì cũng biết được là khi mà nhảy xong một bài là mình sẽ trở thành bạn bè của nhau chứ không phải là nhảy là yêu nhau. Đấy, thế nên là vợ em tin tưởng cái điều đó. Duy chỉ có một điều là vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau, thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ? Tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà nè, có khi nào em lỡ phê tham cho chồng mà đúng lúc ổng đang dạy nhảy, tập nhảy cho một cô gái trong phòng? Chồng em thì luôn luôn kiểu muốn em an tâm ấy, cho nên là bất cứ lúc nào mà em muốn anh ấy cũng sẵn sàng luôn. Nhưng mà em thì bận, và thứ hai nữa là em tôn trọng không gian riêng, vì bản thân em cũng cần tự do rất là nhiều. Và em rất là tin tưởng anh ấy, em ủng hộ anh ấy trong cái đam mê nhảy của anh ấy. Và đối với em thì nếu như em đã tin như vậy mà không thấy cho em, không trao cho em cái niềm tin là em bỏ luôn à. Và em rất là rõ ràng luôn, bởi vì em đã tin là em tin đến chết.